Chào mừng các em đến với tiết học ngữ văn ngày hôm nay. Thầy xin tự giới thiệu, thầy tên Lê Hải Đăng Quân, giáo viên trường trung học cơ sở Đặng Nhật Côn. Thầy rất vui khi được đồng hành cùng các em ở tiết học này. Hy vọng các em sẽ có những trải nghiệm thú vị và khám phá được những kiến thức bổ ích qua bài học ngày hôm nay nhé. Để bắt đầu bài học, các em cần chuẩn bị sách giáo khoa ngữ văn tập 1 của bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Do tình hình dịch bệnh căng thẳng, chúng ta cần tuân thủ quy định giãn cách nên một số em vẫn chưa chuẩn bị được sách giáo khoa. Các em có thể sử dụng sách giáo khoa điện tử trên đường link của nhà xuất bản. Các em cần chuẩn bị vở, bút, thước để ghi chép nhanh những nội dung quan trọng cần ghi nhớ. Các em lưu ý, khi thấy biểu tượng cây viết, các em có thể nhấn dừng màn hình để ghi lại bài nhé. Bài học có một số câu hỏi dẫn dắt tư duy tương tác. Các em cần bấm nút tạm dừng trên màn hình để thực hiện yêu cầu thầy đặt ra. Sau đó các em hãy theo dõi tiếp theo. Vậy các em đã chuẩn bị xong chưa nào? Chúng ta cùng nhau đi vào tìm hiểu bài học ngày hôm nay nhé. Bản 4040 của Bộ Giáo dục Đào tạo, bài trình bày cảm xúc về một bài thơ Lục Bát sẽ được thay thế bằng bài hướng dẫn viết đoạn văn ngắn trình bày cảm nghĩ về một chuyện hoặc một nhân vật truyền thuyết, cổ tích. Đây cũng là một trong những nội dung trọng tâm trong chương trình ngữ văn lớp 6 ở học kỳ 1 các em nhé. Mục tiêu cần đạt: ôn lại các kiến thức làm văn đã học, viết được đoạn văn nêu cảm nghĩ về chuyện, truyền thuyết, cổ tích và nhân vật truyền thuyết hay cổ tích. 2. Vận dụng kiến thức tiếng Việt đã học vào viết đoạn văn. 3. Yêu mến và trân trọng vẻ đẹp của các nhân vật và tự hào về truyền thống dân tộc ta. Các em thân mến, trong những tiết học trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu ôn tập về các tác phẩm thuộc thể loại truyện dân gian rồi. Bây giờ, để củng cố lại kiến thức về ôn lại truyền thuyết về cổ tích đã học, thầy trò chúng ta cùng tham gia trò chơi có tên gọi là Rung Chuông Vàng. Luật chơi như sau. Các thí sinh lần lượt trả lời 6 câu hỏi của bài học. Mỗi câu trả lời đúng được cộng 1 điểm. Trả lời sai, bạn sẽ bị mất lượt ở câu tiếp theo. Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu hỏi là 5 giây. Hãy bắt đầu trò chơi cùng thầy nhé. Câu hỏi số 1 có nội dung như sau. Trong các chuyện sau, chuyện nào thuộc thể loại truyền thuyết? A. Thánh Gióng. B. Sọ Dừa. C. Em Bé Thông Minh. D. Tất Cả Các Chuyện Trên. Câu hỏi không khó đúng không các em? Và đáp án đúng của chúng ta là A. Thánh Gióng thuộc thể loại truyền thuyết. Tiếp theo sau đây là câu hỏi số 2. Các em lắng nghe và chọn đáp án thật đúng và chính xác nhé. Truyền thuyết Thánh Gióng phản ánh rõ quan niệm và ước mơ của nhân dân ta. A. Tình làng nghĩa xóm. B. Tinh thần đoàn kết chống giặc ngoại xâm. C. Vũ khí hiện đại để giết giặc. D. Người anh hùng đánh giặc cứu nước. Các em đã có câu trả lời chưa? Và đáp án đúng ở câu hỏi số 2 là câu D. Người anh hùng đánh giặc cứu nước. Tiếp tục, chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Vì sao tác giả dân gian đã để cho Lê Lợi nhận gươm ở Thanh Hóa nhưng lại trả ở Hồ Gươm Thăng Long? A. Rùa vàng đòi gươm khi Lê Lợi đang cưỡi thuyền rồng trên Hồ Gươm. B. Là vua nên Lê Lợi không cần về nơi đã nhận gươm để trả lại. C. Để thực hiện tư tưởng hòa bình của toàn dân
trên khắp mọi miền đất nước. D. Đất nước mới hòa bình nên nhà vua còn nhiều việc phải làm. Đáp án đúng chính xác là câu C, thể hiện tư tưởng hòa bình của toàn dân trên khắp mọi miền đất nước. Ngay sau đây là câu hỏi số 4. Trong chuyện cổ tích Việt Nam và nước ngoài có nhiều chuyện kể về kiểu nhân vật giống sò dừa. Theo em đó là kiểu nhân vật gì? A. Nhân vật có phẩm chất tốt đẹp, tài giỏi, được chứa đựng trong hình dáng bên ngoài xấu xí. B. Nhân vật xấu xí, dị dạng. C. Nhân vật thông minh, tài giỏi. D. Nhân vật ban đầu gặp nhiều thiệt thòi nhưng càng về sau càng gặp nhiều may mắn. Đáp án đúng là A. Nhân vật có phẩm chất tốt đẹp, tài giỏi, được chứa đựng trong hình dáng bên ngoài xấu xí. Câu hỏi số 5 có nội dung như sau. Mục đích chính của chuyện em bé thông minh là gì? A. Gây cười. B. Phê phán những kẻ ngu dốt. C. Ca ngợi khẳng định trí tuệ tài năng của con người. D. Khẳng định sức mạnh của con người. Thầy tin rằng các em đã nhanh chóng chọn được cái đáp án đúng cho câu hỏi này. Đáp án đúng là câu C. Ca ngợi khẳng định trí tuệ tài năng của con người. Và câu hỏi cuối cùng có nội dung như sau. Theo em, chủ đề của chuyện Em bé thông minh là gì? A. Đả kích phê phán quan lại vua chúa. B. Thể hiện sự yêu quý nhân vật chính và niềm vui sướng trước chiến thắng của nhân vật. C. Thể nước mơ của nhân dân ta về việc người tốt sẽ có được hạnh phúc. D. Đề cao sự thông minh, trí tuệ dân gian của con người dân được sự đúc kết tích lũy trong cuộc sống thường ngày. Đáp án đúng là D. Đề cao sự thông minh, trí tuệ dân gian của người dân có được từ sự đúc kết, tích lũy trong cuộc sống thường ngày. Như vậy, qua trò chơi vừa rồi chúng ta đã ôn lại kiến thức về chuyện dân gian đã được học, kiểu nhân vật, các chi tiết tiêu biểu của chuyện, chủ đề, vân vân. Các em à, làm văn là một quá trình ý thức, chủ động sáng tạo. Chúng ta cần lựa chọn nội dung, phương tiện ngôn ngữ, cách trình bày và chủ động sáng tạo, điều chỉnh kết quả quá trình quan sát, tư duy và diễn đạt của mình. Khi viết đoạn văn, trình bày cảm nghĩ về một chuyện, một nhân vật, truyền thuyết, cổ tích, ta cần nắm rõ các quy trình viết đoạn. Vậy quy trình đó như thế nào? Hôm nay thầy trò chúng ta sẽ tìm hiểu trong tiết học ngày hôm nay nhé. Ôn tập. Hướng dẫn viết đoạn văn ngắn, trình bày cảm nghĩ về một chuyện hoặc một nhân vật, truyền thuyết, cổ tích. Các em sẽ quan sát hai đề sau. 1. Đề 1. Viết đoạn văn khoảng 150 chữ đến 200 chữ, nêu cảm nghĩ của em về một chuyện, truyền thuyết, cổ tích mà các em yêu thích trong các đoạn văn bản đã học, trong đó có một thành ngữ hoặc một tràng ngữ. Đề 2. Viết đoạn văn khoảng 150 chữ đến 200 chữ, nêu cảm nghĩ của em về một nhân vật, truyền thuyết, cổ tích mà em đã yêu thích trong các văn bản đã học, trong đó có một thành ngữ hoặc một tràng ngữ. Trước hết, để viết tốt đoạn văn theo yêu cầu của đề bài, các em cần xác định đúng yêu cầu của đề bài đã cho.
Vậy thì ở hai đề này, yêu cầu của đề bài thể hiện qua những từ ngữ nào? Các em hãy gạch chân những từ ngữ quan trọng đó nhé. Thầy tin rằng các em đã tìm được các từ ngữ đó rồi phải không? Vậy bây giờ các em sẽ đối chiếu với kết quả của thầy nhé. Đọc hai đề các em so sánh sự giống nhau và khác nhau như thế nào? Giống nhau, yêu cầu về độ dài 150 cho tới 200 chữ. Yêu cầu về thể loại, đoạn văn nêu cảm nghĩ, có kết hợp với kiến thức tiếng Việt, sử dụng một thành ngữ hoặc một tràng ngữ. Khác nhau về đối tượng cảm nghĩ. Chuyện, tác giả dân gian xây dựng yếu tố kỳ ảo, có tính sự kiện và nhân vật lịch sử. Trí tưởng tượng hoang đường xoay quanh về một số phận của nhân vật bất hạnh và được ông bụt bà tiên giúp đỡ, đồng thời nói lên ước mơ một xã hội công bằng tốt đẹp, kết thúc có hậu. Cảm nghĩ về chuyện sẽ bao quát hơn so với yêu cầu cảm nghĩ về nhân vật các em nhé. Nhân vật, tập trung vào đặc điểm của nhân vật hoặc một vài sự việc chính của nhân vật, chẳng hạn như lai lịch, nguồn gốc, hình dáng, tài năng, tính cách, phẩm chất, vân vân. Theo trình tự thời gian, bộc lộ cảm xúc và suy nghĩ của bản thân. Như vậy, ta xác định hai dạng đề như sau. Đề 1, dạng đề nêu cảm nghĩ về chuyện, truyền thuyết hoặc cổ tích. Ở đề 2, dạng đề nêu cảm nghĩ về nhân vật, truyền thuyết và cổ tích. Để viết đoạn văn ngắn, em hãy nhớ lại yêu cầu về hình thức và nội dung của đoạn văn là gì nào. Các em cần xác định yêu cầu của đề bài. Về hình thức: 1. Không xuống dòng, không tách đoạn. 2. Đầu dòng viết hoa, lùi vào một ô. Ta không được xuống dòng, vì khi đó bài làm trở thành hai đoạn văn trở lên. Các em cũng cần chú ý sử dụng dấu câu phù hợp, tránh việc ngắt ý hay dùng dấu câu chưa phù hợp. Về nội dung: 1. Trình bày cảm nghĩ về một chuyện hoặc về một nhân vật truyền thuyết cổ tích mà em yêu thích trong các văn bản đã học. 2. Có kết hợp với yêu cầu tiếng Việt, đoạn văn có sử dụng một thành ngữ hoặc một tràng ngữ. Các em lưu ý, đề bài yêu cầu chúng ta viết đoạn văn khoảng 150 đến 200 chữ, nghĩa là đoạn văn đó sẽ khoảng từ 15 cho tới 20 dòng, tương đương với một mặt giấy vở học sinh. Các em ạ. Để viết được đoạn văn cảm nghĩ tốt, ta cần phải định hướng viết như thế nào? Định hướng viết: 1. Vì đây là một đoạn văn phát biểu cảm nghĩ, nên các em cần phải chú ý ngôi kẻ thứ nhất xưng em. 2. Vì đây là cảm nghĩ, nên giọng văn cần phải gợi cảm xúc, có thể sử dụng những từ ngữ cảm thán bộc lộ cảm xúc. 3. Chú ý trong đoạn văn có sử dụng thành ngữ hoặc tràng ngữ, các em cần suy nghĩ nội dung cần viết và chọn thành ngữ hoặc tràng ngữ phù hợp. Sau khi xác định yêu cầu đề bài và định hướng viết, tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn quy trình viết đoạn. Các em hãy theo dõi nội dung trong sách giáo khoa và trả lời cho thầy những câu hỏi sau. Để viết được một đoạn văn cảm nghĩ về chuyện dân gian hay nhân vật thì gồm có mấy bước? Các em thấy rằng để viết được một đoạn văn nêu cảm nghĩ về chuyện dân gian hay nhân vật, chúng ta cần có 4 bước để thực hiện. Đó là: bước 1, xác định đề tài. Bước 2, tìm ý, lập dàn ý. Bước 3, viết đoạn. Bước 4, kiểm tra và chỉnh sửa. Cụ thể, bước 1, xác định đề tài. Các em cần đọc kỹ đề bài để xác định. Đề bài yêu cầu viết về vấn đề gì? Kiểu bài mà đề yêu cầu là gì? Thu thập dữ liệu. Bước 2, tìm ý và lập dàn ý. Ở bước này, các em có thể chọn những chuyện hoặc là nhân vật các em yêu thích. Nội dung tập trung vào sự việc quan trọng nổi bật. Đó có thể là một yếu tố kỳ ảo hoang đường, một chi tiết, một sự việc, vân vân. Viết đoạn có nội dung phù hợp với chủ đề đoạn văn. Các yêu cầu trong đoạn văn phải có nội dung quan hệ về ý nghĩa và liên kết chặt chẽ với nhau. Dàn ý như sau. Mở đoạn,
Giới thiệu chuyện và nhân vật mà em yêu thích nhất. Có câu chủ đề giới thiệu chuyện hoặc là nhân vật, tên văn bản và khái quát tình cảm của em đối với nhân vật đó. Thân đoạn: nêu tình cảm của em về các đặc điểm nổi bật của chuyện, trình bày tập trung một vài việc chính, nhân vật như lai lịch, nguồn gốc, hình dáng, tài năng, tính cách và phẩm chất, v.v. Theo trình tự thời gian, bộc lộ cảm xúc và suy nghĩ của bản thân. Kết đoạn: ta khẳng định lại cảm xúc của em đối với chuyện hoặc là nhân vật. Bài học, lời hứa em rút ra cho bản thân. Bước 3: viết đoạn. Ta dựa vào cái dàn ý, các em vừa viết một đoạn văn hoàn chỉnh. Bước 4: kiểm tra và chỉnh sửa. Đây cũng là bước cuối cùng để kiểm tra và chỉnh sửa. Sau khi viết xong, hãy đọc lại kỹ xem có sai chính tả hoặc là có mắc lỗi về mặt ngữ pháp, lỗi lập từ, viết câu chưa có chủ ngữ, vị ngữ, dùng từ thiếu chọn lọc, v.v. Nội dung có yếu tố biểu cảm chưa? Ở tuần 6, các em đã được cô Quỳnh Anh của trường Trung học Cơ sở Tân Thế Hòa hướng dẫn cách viết đoạn văn cảm nghĩ về một chuyện, truyền thuyết và cổ tích rồi. Vì thế, ở phần vận dụng hôm nay, thầy sẽ tập trung hướng dẫn các em viết đoạn văn 150 chữ đến 200 chữ, có vận dụng kiến thức tiếng Việt vào đoạn văn nêu cảm nghĩ về nhân vật theo hai cách triển khai khác nhau. Các em quan sát đề bài trên màn hình. Đề bài: viết một đoạn văn khoảng 150 tới 200 chữ nêu cảm nghĩ của em về một nhân vật truyền thuyết hoặc cổ tích mà em yêu thích trong các văn bản đã học, trong đó có một thành ngữ hoặc một tràng ngữ. Thầy có hai đoạn văn tham khảo dưới đây. Các em có thể bấm dừng video, đọc kỹ hơn, sau đó trả lời một số câu hỏi có liên quan nhé. Đoạn 1: có lẽ với mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là các em nhỏ, không ai lại không biết đến nhân vật thánh gióng trong truyền thuyết cùng tên. Không chỉ biết mà trong lòng các thế hệ học sinh Việt Nam còn dành cho gióng một sự yêu mến rất đặc biệt, trong đó có cả em. Em rất thích nhân vật này, chính vì sự ra đời và lớn lên đầy kỳ lạ của gióng. Có đứa trẻ nào như gióng không? Lên ba rồi mà vẫn không biết nói, không biết cười, cũng chẳng biết đi. Thế mà khi nghe sứ giả rao tìm người tài giỏi ra cứu nước, gióng lại cất lên tiếng nói rõ ràng, dứt khoát trong sự ngạc nhiên, vui mừng của người mẹ. Gióng đã nhận nhiệm vụ đi đánh giặc. Kể từ đó, gióng ăn mấy cũng không no, phải nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm. Tình hình ngày càng nguy cấp, giặc đã ngang nhiên tràn vào bờ cõi nước ta. Ngay lúc ấy, gióng đã vùng dậy vươn vai thành tráng sĩ, oai phong lẫm liệt như một vị thần. Ôi, không thể nói hết những điều khiến em yêu thích gióng. Vì yêu gióng, em tự hứa sẽ cố gắng học tập tốt để có thể góp sức mình xây dựng đất nước phát triển vững bền. Đoạn 2: kho tàng truyện dân gian Việt Nam có vô vàn những câu chuyện hay, không thể không nhắc đến truyền thuyết Thánh Gióng. Và Thánh Gióng cũng là nhân vật truyền thuyết mà em vô cùng yêu thích. Trong đó, chi tiết ấn tượng nhất đối với em chính là sau khi đánh đuổi giặc Anh ra khỏi bờ cõi đất nước, gióng đã cởi bỏ áo giáp sắt để lại, cùng ngựa sắt bay về trời. Em đã từng băn khoăn, sao gióng không ở lại, sao gióng không đòi hỏi điều gì cho công lao to lớn của mình. Nhưng rồi em đã hiểu ra, gióng không phải là người tham vinh hoa phú quý. Gióng ra trận đâu phải vì muốn được đền đáp, đâu phải để tìm kiếm danh lợi cho mình. Những gì gióng làm đều là vì dân, vì nước. Gióng đã nhận sứ mệnh đó, đã hoàn thành, nên bây giờ gióng về trời. Thật tự hào biết bao khi lịch sử dân tộc ta có một vị anh hùng như gióng. Thánh Gióng mãi là tấm gương sáng, mãi là hình ảnh đẹp trong lòng em. Các em vừa nghe thầy đọc hai đoạn văn tham khảo nêu cảm nghĩ về nhân vật Thánh Gióng. Các em bấm dừng video, suy nghĩ và trả lời cùng thầy trong câu hỏi sau. Các em có tìm được thành ngữ hoặc tràng ngữ được sử dụng trong đoạn văn trên không nào? Và trong hoàn đoạn văn, câu nào có chứa từ ngữ ý biểu cảm? Các em
nhìn vào cái đoạn 1, các em dễ dàng xác định được các trạng ngữ khi nghe sứ giả rao tìm người tài giỏi ra cứu nước. Đó là trạng ngữ chỉ thời gian. Từ đó, trạng ngữ chỉ thời gian. Vì yêu giống, trạng ngữ chỉ nguyên nhân. Và thành ngữ được sử dụng ở đây là oai phong lẫm liệt. Các câu văn có chứa từ ngữ yếu tố biểu cảm, đó là không ai lại không biết, dành cho giống sự yêu mến đặc biệt, rất thích nhân vật, ôi. Các em tiếp tục quan sát đoạn văn thứ hai, có các trạng ngữ, trong đó trạng ngữ chỉ nơi chốn, bây giờ, trạng ngữ chỉ thời gian, và thành ngữ vinh hoa phú quý. Các yếu tố biểu cảm đó là vô cùng yêu thích, ấn tượng nhất, em đã từng băn khoăn, thật tự hào. Và một số nội dung quan trọng mà thầy muốn lưu ý với các em trong phần hướng dẫn viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về nhân vật ngày hôm nay. Các em đọc lại hai đoạn văn trên một lần nữa và cho thầy biết cái cách triển khai nội dung của hai đoạn văn này có gì khác nhau hay không. Có lẽ nhiều bạn đã nhận ra được cái sự khác nhau rồi, phải không nào? Ở đoạn văn thứ nhất, người viết nêu cảm nghĩ rất nhiều chi tiết liên quan đến nhân vật thánh giống, như là sự ra đời và lớn lên kỳ lạ, tiếng nói đầu tiên nhận nhiệm vụ đánh giặc, hai chi tiết vươn vai thành tráng sĩ. Thầy nhận thấy hầu hết các học sinh đều chọn triển khai trong đoạn văn như thế này. Nhưng với cách này, các em dễ sa vào kể lại câu chuyện nhiều hơn và quên mất đi yêu cầu của đề bài, đó là nêu cảm nghĩ. Vì vậy, khi chọn triển khai cách này thì các em cần chú ý tránh để xảy ra hạn chế như thầy vừa nêu trên. Ở đoạn văn thứ hai, các em có nhận thấy sự khác biệt so với đoạn 1 không? Đó là người viết chỉ tập trung vào nêu cảm nghĩ đối với một chi tiết mà mình ấn tượng nhất. Đó là chi tiết giống đánh giặc xong cởi bỏ giáp để bay về trời. Người viết chỉ bày tỏ cảm xúc, lý giải cách mình hiểu hơn về nhân vật thông qua một chi tiết này mà thôi, không dàn trải như ở đoạn văn 1. Và cái cách triển khai này một số bạn sẽ gặp khó khăn vì quá ít dữ kiện, không biết viết như thế nào cho đủ 150 cho tới 200 chữ. Nhưng với những bạn có kỹ năng viết tốt, cách này lại giúp cho các bạn tập trung bộc lộ được cảm xúc, suy nghĩ rõ ràng và sâu sắc hơn nhiều. Như vậy, các em thấy đó, để viết được một đoạn văn nêu cảm nghĩ về nhân vật, chúng ta có thể có nhiều cách khác nhau. Các em hãy lựa chọn cách nào cho bản thân mình để cảm thấy tự tin làm tốt nhất. Và các em cũng đừng quên rằng đây là một đoạn văn nêu cảm nghĩ, tức là tập trung bày tỏ tình cảm, thái độ, suy nghĩ của các em đối với đối tượng mình yêu thích. Hy vọng phần hướng dẫn của thầy, các em sẽ viết tốt hơn trong đoạn văn nêu cảm nghĩ về nhân vật nhé. Như vậy, qua bài học này, thầy đã giúp các em rèn kỹ năng viết đoạn văn nêu cảm nghĩ, có vận dụng kiến thức tiếng Việt. Để củng cố lại bài học, thầy mời các em quan sát sơ đồ tư duy sau. Đoạn văn cảm nghĩ về chuyện, nhân vật truyền thuyết và cổ tích. Mở đoạn, giới thiệu chuyện hoặc nhân vật, nêu cảm xúc chung. Thân đoạn, cảm nghĩ về đặc điểm nổi bật của chuyện hoặc nhân vật, bộc lộ cảm xúc về suy nghĩ của bản thân. Kết đoạn, khẳng định lại cảm xúc, rút ra bài học cho bản thân. Các em thân mến, qua bài học này, thầy đã một lần nữa giúp các em rèn luyện kỹ năng viết văn, có vận dụng kiến thức tiếng Việt. Các em hoàn thành đoạn văn triển khai theo cách của mình vào vở, ôn tập lại các nội dung đã học và xem trước cho thầy bài 4, những trải nghiệm trong đời trong sách giáo khoa, trang 81, để chuẩn bị cho tiết học sau nhé. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các em đã lắng nghe và chú ý theo dõi. Hy vọng các em có thêm cho mình nhiều kiến thức bổ ích. Thầy mến chúc các em luôn học tập thật tốt. Thầy chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những tiết học sau nhé.